luyện tốt nhất Việt Nam. Tại sao tôi nói là một trong những chương trình tốt nhất Việt Nam về đầu tư bất động sản? Bởi vì tôi phải chia sẻ với bạn rằng là trong lĩnh vực này chỉ có một số ít người đào tạo về lĩnh vực bất động sản, và lại càng ít hơn, có nghĩa là không thể đếm được, không thể dùng hết hai bàn tay bạn đếm đâu, bởi vì là những cái người dạy về bất động sản ở Việt Nam ấy, bây giờ chỉ có thể tính trên một bàn tay thôi. Còn những người mà vừa làm về bất động sản và có sự thành công về bất động sản, có được cái công ty về bất động sản phát triển và có danh tiếng mà đi đào tạo ấy, thì lại càng ít hơn. Các bạn sẽ rất khó để tìm được, hoặc là chỉ có một số người ở tỉnh, một số bạn là muốn đào tạo nhưng mà họ lại không có kinh nghiệm. Cái đấy là cái khó. Và tôi phải chia sẻ với các bạn là cá nhân tôi thì là một người yêu thích cái việc làm đào tạo này hơn 10 năm vừa rồi rồi. Nên là tôi có cái phương pháp để đào tạo cho các bạn. Và hôm nay các bạn đang ngồi ở trong một trong cái chương trình huấn luyện tốt nhất về đầu tư. Và tôi cũng đã trải qua, rất nhiều các chương trình huấn luyện quốc tế để làm về cái hoạt động đào tạo này, viết sách này. Và còn thực tiễn trong kinh doanh thì tôi đã triển khai cái hoạt động kinh doanh bất động sản của tôi từ năm 2006. Từ thời điểm đấy là bắt đầu làm môi giới rồi. Nhưng mà đến năm 2009 là thời điểm chuyên nghiệp nhất. Đó, lúc đấy tôi mới học được cái chương trình huấn luyện hay nhất. Mà đến năm 2012 thì tôi vẫn mới triển khai cái doanh nghiệp bất động sản của tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến bây giờ thì là được hơn 10 năm. Hơn 10 năm mà từ thời điểm năm 2009 đến bây giờ đấy. Là hơn 10 năm. Và cái công ty mà tôi triển khai là năm 2012 đến bây giờ thì chúng tôi đang phát triển thành một cái tập đoàn về chuyên về bất động sản, và mọi thứ nó đang